Mục đích chính của tôi là muốn đào tạo võ sĩ Việt Nam giành đài thế giới. Bởi vậy, khi mở câu lạc bộ, tôi chiêu mộ các tay đấm tới từ các nền boxing chuyên nghiệp hơn như Uzbekistan hay Philippines. Có họ tập luyện cùng, các vận động viên Việt Nam sẽ được phát triển hơn về kỹ thuật. Thật may là tôi có nhiều bạn bè làm promoter trên khắp thế giới và họ đã giới thiệu cho tôi. Thực ra để chiêu mộ các võ sĩ nước ngoài đến Việt Nam không phải khó. Phía ở Uzbekistan hay Philippines, số lượng tay đấm chuyên nghiệp rất nhiều. Điều họ cần là thi đấu liên tục và tôi cam kết sẽ giúp họ đạt được điều này. Ngoài việc ở đây thì tôi cũng làm kinh doanh nên phải điều hành công việc hay gặp gỡ khách hàng. Thường thì chỉ chiều tối tôi mới ghé câu lạc bộ để gặp gỡ các võ sĩ. Tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý Mr. Kim. Anh ấy có trái tim rất ấm áp và quan tâm tới người khác. Anh ấy lo lắng cho mọi người, từ huấn luyện viên đến vận động viên. Tôi nhìn thấy điều đó và thật sự cảm mến anh ấy. Em tham gia Cocky Buffalo là do được ông bầu tìm kiếm. Cái ấn tượng đầu của em về đây thì hơi bỡ ngỡ do mình là người Việt Nam và đa số là người nước ngoài không có cùng chung tiếng nói thì cũng rất là khó khăn trong cái việc sinh hoạt. Nhưng mà thời gian sau ngày qua ngày thì cảm thấy như đây không còn là mục tiêu nữa mà ông bầu muốn gắn kết đây là một gia đình, do mình có chung một cái ước mơ là giành được chiếc đai vô địch, nó đi chung một con đường. Cái ấn tượng đầu thì nhìn ông khá lạnh lùng và khó gần, càng về sau thì thấy ông là một dạng tiếp người quan tâm nhưng mà chỉ dùng bằng hành động chứ không có phải là lời nói. Còn em được cấp ở chung cư ở chung một nhà, nói chung là ông tạo cho một cái môi trường như em nói là một cái gia đình gắn kết lại với nhau, mọi người cùng ăn chung, ngủ chung, thức dậy đi tập chung. Khi đánh xong là có tiền thi đấu và ông làm được cho bọn em là cơm áo không phải lo nghĩ, thì nó sẽ giúp cho bọn em chỉ có một suy nghĩ về boxing vô địch. Thấy Mr. Kim thì là đối với tất cả các huấn luyện viên và vận động viên ở đây, ông đối xử như nhau như một người một nhà. Đó là điều quan trọng nhất, cái gọi là cái luật của ông. Ông có một cái mục tiêu là muốn đào tạo cho người Việt Nam mình là tranh được đại thế giới. Mình chỉ cần tập trung để tập luyện thôi, nhất chung là mình cần cái gì về dụng cụ tập luyện là thiếu cái gì đó mình chỉ cần nói là Mr. Kim sẽ bổ sung cho mình hết. Ở cùng vậy thôi, nhưng mà vẫn Mr. Kim cũng đâu có cấm tụi em về nhà. Có kẹt gì đó về gia đình mà gấp quá thì mình nói thì ông sẽ cho mượn hay gì đó. Lúc mới vào thì mình cảm thấy mình tôn trọng như là một người chủ vậy, nhưng mà khi mà cùng nhau tập cùng Mr. Kim ở đây rồi tập luyện cùng nhau nói chuyện này kia, mình cũng xem giống như là Mr. Kim giống như một người ba vậy đó. Người ba thứ hai của mình, dẫn dắt mình đi trên con đường sự nghiệp. Về ông bầu Kim Sang Bum á, là khi mà em tiếp xúc lần đầu tiên nói chuyện với ông bầu á thì thấy ổng là một người rất là có quyết tâm. Thì cái câu nói mà ổng làm cho em mà dạng giống như là thích nhất á, là kêu là hãy tin tưởng ổng.
rất là có tâm với nghề và muốn phát triển boxing Việt Nam ra tầm thế giới. Rồi khi mà em qua đây á, thì ổng đã ngừng, không phải là gọi là ngừng nữa mà là giảm cái đầu tư cho những bạn nước ngoài á, mà tập trung vô cho em để lấy đai thế giới nhiều hơn. Qua đây em cũng qua đây mới được có chưa đầy một năm nữa, thì em cũng đánh được ba trận rồi. Và trong ba trận đó là có một trận là tranh đai WBO rồi, là nó đi rất là nhanh so với cái những cái gì mà em nghĩ và tưởng tượng, và mới thực hiện lời hứa là đúng. Những cái điều mà ông làm không được, giống như là đưa một người võ sĩ Việt Nam lên du lịch thế giới là ông nói, nhiều người nói là ông làm không được, nhưng mà bây giờ một bước mình đã bước lên được một bước rồi, như là Thu Nhi đã lấy được đại châu Á rồi. Rồi sau này em nghĩ là cái khả năng mình có thể là làm được chứ, thì mình thì cũng có, mình nếu như Thu Nhi làm được thì mình cũng làm được. Tôi rất ngạc nhiên về khả năng của các võ sĩ Việt Nam nói chung và các tay đấm của Cookie Buffalo nói riêng. Tôi làm việc tại WBO nhiều năm và tôi có thể khẳng định các võ sĩ Việt Nam rất có triển vọng. Tôi tin tưởng boxing Việt Nam có thể giành được đai WBO thế giới, bởi bên cạnh chất lượng của võ sĩ, Việt Nam bây giờ còn có những promoter chuyên nghiệp như ngài Kim Sang Bun và Cookie Buffalo. Lần đầu tiên khi tôi đưa võ sĩ Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu, thì các bạn của tôi ở bên đó không tin Nhi hay Phát có thể bước vào con đường boxing chuyên nghiệp. Họ bất ngờ vì không nghĩ các võ sĩ Việt Nam lại giỏi như vậy. Bây giờ thì ngược lại, họ ngưỡng mộ và yêu quý các võ sĩ Việt Nam. Mỗi lần chúng tôi sang, họ chào đón nồng nhiệt, quan tâm, mua đồ ăn, tặng quà hay giúp đỡ nhiều thứ khác. Dù sau này có võ sĩ nào giành đai thế giới thì tôi cũng không lời đâu, vì mỗi lần tổ chức giải tốn kém rất nhiều. Nếu các tay đấm của tôi có được nhà tài trợ giúp đỡ, mọi thứ sẽ còn tốt hơn. Hiện tại ngoài Cocky Buffalo, tôi dự định mở thêm địa điểm nữa rộng hơn để có thể tổ chức giải boxing hoặc các sự kiện thể thao giải trí trong tương lai. Mong muốn của tôi là lấy lợi nhuận từ đó để tái đầu tư cho các võ sĩ của mình. Chúng tôi hy vọng là tất cả các tay đấm của Cookie Buffalo đều sẽ sở hữu đai thế giới hoặc châu Á. Đó là hoài bão của Mr. Kim và tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để anh ấy đạt được mục đích này. Tôi chưa có suy nghĩ sẽ rời Việt Nam để trở về Hàn Quốc. Tôi còn nhiều việc muốn làm ở đây. 8 năm trước, tôi mơ sẽ giúp một tay đấm Việt giành đai thế giới. Còn bây giờ, mục tiêu của tôi là đưa boxing phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, được mọi người yêu thích, đón nhận như bóng đá vậy. Gần đây mọi người hay gọi tôi là Park Hang-seo ở môn boxing. Thực sự thì trong lòng tôi, huấn luyện viên Park là thần tượng. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để được giống như ông ấy, làm được điều gì đó cho boxing Việt Nam. 커키오 팔로우 파이팅!